thầy đã dạy với chúng con là chúng con rất là tự hào chúng con có một cái người thầy đã dạy dỗ chúng con. Hôm nay là chúng con đang đến chùa tuy không có thầy, nhưng mà chúng con đều là tất cả những gì mà thầy đã dạy chúng con. Cô chú anh chị, hiện tại bây giờ em đang có mặt tổ đình hộ pháp nha cô chú anh chị. Thì hôm nay bà con Phật tử ở khắp nơi về đây, dạ con chào cô. Bà con Phật tử ở khắp nơi về đây để dự một cái ngày lễ mẹ Quan Âm rất là đông luôn anh chị. Thì bây giờ đây nè, trước mặt màn hình anh chị, đây là xe của Phật tử nè. Quá trời luôn anh chị ơi, quá vui luôn. Phải nói là em thấy cái cảnh tượng xe đông như thế này là mình rất là vui luôn anh chị. Nhiều bà con Phật tử ở xa thì về đây nè, đó đông vui lắm anh chị ơi. Thì quá là tuyệt vời, phải nói là một ngày 20 tháng 10 cũng là một ngày lễ mẹ Quan Âm. Là nhằm ngày 18, hôm nay ngày 18, ngày mai là 19 mới là chính thức nữa nha anh chị. Mà đông như thế này nè, xe đậu quá trời nè, xe khách đồ đậu quá trời anh chị. Thì ngày 20 tháng 10 thì cũng em cũng xin chúc tất cả cô chú, các chị, các cô mà phụ nữ, hôm nay ngày đặc biệt của ngày phụ nữ, thì chúc các chị luôn luôn được mạnh khỏe và trẻ đẹp nha. Và hạnh phúc và vui vẻ. Thì quá chào Phật tử ở khắp nơi đi về đây nè anh chị. Chú Tiểu thấy thương không? Chú Tiểu thấy thương quá anh chị. Thì đó, đông lắm anh chị. Thì đó. Dạ con chào cụ. Dạ con chào cụ. Thì hôm nay một ngày rất là xe bà con Phật tử về đây quá trời luôn anh chị. Thì em đi giờ lên đây em trên chánh điện em quay cho cô chú anh chị mình xem. Không biết cái nhạc này có dính bản quyền không thì em không biết, em quay em chỉ sợ dính bản quyền thôi. Thì em cũng hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị mình người ta đang chờ mưa anh chị. Về các cô các cụ đang che tấm bạt lên để cho bà con Phật tử đến dự lễ cô chú anh chị nè. Đây thì hôm nay thì chưa mới ngày 18 thôi, ngày mai mới là đông nữa nha anh chị. Thì đó, bà con Phật tử hiện tại bây giờ đang kéo tấm bạt dọn xăng nè để chuẩn bị cho một ngày lễ rất là hoành tráng với tổ đình hộ pháp nha cô chú anh chị. Thì hôm nay đều vắng là thầy Nhẫn Đức không có ở đây thì nói chung bà con cũng rất là buồn. Đây đây khá là đặc biệt ngày 18 tháng 9, ngày mai ngày 19 là ngày mới là ngày chính thức lễ quá trời luôn. Kính chào cô chú anh chị, hôm nay em quay lại chùa hộ pháp. Thì trước mặt màn hình anh chị bà con Phật tử đang nhớ con đảnh lễ Nam Mô Bổn Ngã Đắc Địa Phổ lại mẹ Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 18, ngày mai mới là ngày chính thức lễ nha anh chị. Thì hôm nay lại 500 lại, ngày mai lại 500 lại nữa, thì lại 1000 lại cô chú anh chị. Thì đó, ngồi nhớ con đảnh lễ Nam Mô Bổn Ngã Đắc Địa Phổ với tình
bên trong khá là đông luôn đó anh chị. Như tồn định để Nam Mô Giữa Ngã Tạo Đăng Niết Bàn Sơ. Như tồn định để Nam Mô Giữa Ngã Tốc Hội Vô Vi Sa. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Thường Kiến Thập Phương Phật. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Thường Văn Nhất Thiết Tiện Phật. Đảnh lễ Nam Mô Thường Đề Thiên Thủ Thiên Nhãn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Tại Bồ Đề Lạc Sơn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Diện Thiết Đại Bi Tâm Chúng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Mộc Tích Kim Cương Ủng Hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thượng Đắc Xa Xô Kim Cương Ủng Hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Quân Trà Lợi Lạc Kim Cương Ủng Hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Khuyên Câu Thi Kim Cương Ủng Hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Bát Bộ Lực Sĩ Ủng Hộ.
Như tần đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Thường Ca La Kim Cương ổn hộ. Như tần đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Ma Hê Thủ La ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Na La Di ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Kim Tỳ La ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Già Tỳ La ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Bà Cấp Bà ổn hộ. Nhớ tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Mạn Hỷ Xã Đắc ổn hộ. Nhớ tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Chân Đà La ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Bất Kỳ La ổn hộ. Như tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Năng Thiện Tát Bà Gia La Vương ổn hộ. Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Năng Thiện Ứng Đắc Tỳ Gia ổn hộ. Nhớ tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Tát Hỏa La ổn hộ. Nhớ tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Tam Bát La ổn hộ. Nhớ tôn đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Ngũ Lộ Tịnh Cư ổn hộ.
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Diễm La ủng hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Công Đức Thiên ủng hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Đề Đấu Lại Cha Thiên Vương ủng hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Độ Đan Na ủng hộ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Thiện Đại Lực Chúa.